đến đường dây nóng Alo V9 của chúng tôi là hiện nay trên một quả đồi thuộc trục đường liên thôn 10A, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng có gần 20 căn nhà, mỗi căn rộng hơn cả 100m², được xây dựng và không đúng với quy hoạch. Và hoạt động xây dựng đã diễn ra nhiều năm nay và Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thành đã vài lần kiểm tra. Tuy nhiên đến nay các công trình đã hoàn thành phần thô và chuẩn bị hoàn thiện. Người dân đặt câu hỏi là vì sao hoạt động xây dựng không phép kéo dài như vậy mà cơ quan chức năng địa phương không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, hay là có sự buông lỏng trong công tác quản lý về đất đai xây dựng tại địa phương. Thật sự khó hiểu khi việc xây dựng công khai nhiều căn nhà không đúng quy hoạch cùng một lúc và trên diện tích lớn như vậy lại không bị cơ quan chức năng ngăn chặn ngay từ đầu. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, phóng viên đường dây nóng Alo V9 đã đến hiện trường tìm hiểu sự việc. Và ngay sau đây là những ghi nhận thực tế của phóng viên chúng tôi. Đường liên thôn 10A, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Cả quả đồi nằm bên đường giờ mọc lên những căn nhà 2 tầng bằng bê tông, cốt thép. Người dân ở đây cho biết các căn nhà này bắt đầu được xây dựng từ giữa năm 2022. Chủ sở hữu không phải là người địa phương, thỉnh thoảng họ mới ghé lại thăm đất và công trình. Mấy thằng thầu hồ làm thôi chứ còn mấy thằng chủ đầu tư không thấy, không biết. Theo trong bản vẽ là cái này là 22 căn lận. Còn ở dưới 5 căn nhà sàn. Hiện tại khu đồi này có 17 căn nhà, trong đó 16 căn đã cơ bản hoàn thành phần thô, chuẩn bị hoàn thiện. Một căn đang thi công phần móng trụ. Mỗi căn có diện tích sàn từ 212 đến 270m². Theo người dân, vụ việc được chính quyền địa phương phát hiện từ sớm nhưng lại không quyết liệt ngăn chặn, đình chỉ ngay từ đầu. Từ đầu thì không chịu mà cấm cản cho người ta đừng làm, để cho người ta làm tới giờ rồi bị ngưng lại thì hao tốn tiền bạc tài sản. Cái này có sự lỡ lạ gì sao đó thôi. Thành ra là bây giờ nó làm anh lên làm coi như là sắp hoàn thiện rồi, bây giờ mới đình chỉ để đó. Theo tìm hiểu của phóng viên, các căn nhà đều xây dựng không có giấy phép. Khu vực này chưa có sự thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng. Cụ thể, đây là khu vực được quy hoạch đất ở nhưng chưa được quy hoạch là điểm dân cư nông thôn, không đảm bảo quy định của luật nhà ở và luật xây dựng. Sau khi có thông tin phản ánh về nhiều căn biệt thự xây dựng không phép tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, thì các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm phóng viên có mặt thì việc xây dựng đã tạm dừng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng từng chỉ đạo tạm dừng các hoạt động xây dựng tại khu vực này. Thế nhưng, Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thành và huyện Bảo Lâm lại chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý kiên quyết. Để rồi các căn nhà vẫn tiếp tục được xây dựng sau khi các cơ quan chức năng kiểm tra. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có những chỉ đạo xử lý như thế nào đối với hoạt động xây dựng không phép tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm? Phóng viên đường dây nóng Alo V9 sẽ liên hệ Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng để tìm hiểu thông tin. Và nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong các bản tin tiếp theo. Và số điện thoại đường dây nóng Alo V9 0389 247 247 của chúng tôi tiếp tục được quý khán giả gần xa tin tưởng gửi gắm những vấn đề của mình. Ngay sau đây là một số tổng hợp nhanh những phản ánh đáng chú ý mà chúng tôi đã tiếp nhận trong 24 giờ qua. Công ty cổ phần Sao Đà Lạt phản ánh, năm 2017, Cục Thuế Lâm Đồng ban hành quyết định truy thu thuế và xử phạt trái pháp luật. Công ty cổ phần Sao Đà Lạt khởi kiện hành chính và Cục Thuế Lâm Đồng đã thu hồi quyết định xử phạt sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định về việc công nhận kết quả hòa giải thành vào tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết, 4 năm nay, cơ quan thuế liên tục gây khó khăn, phiền hà. Theo phản ánh của một số người dân, hiện nay, khu vực bãi trước biển Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tràn ngập rác thải. Rác thải đủ loại gồm bao ni lông, chai nhựa, vỏ sò, ngư cụ kéo dài hàng km. Nguyên nhân là các hộ dân sinh sống gần khu vực trên vô tư đổ thẳng rác xuống biển mà không bị ai nhắc nhở, khiến bờ biển bị ô nhiễm nghiêm trọng.